Xin kính chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Và hôm nay thì em Bình lại tiếp tục đi vào trong gia đình các cháu mồ côi ở địa chỉ thôn Nam Than, xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng để chia sẻ về một thức phim, về cái hoạt động của gia đình đến tất cả quý cô bác, anh chị và mọi người để xem. Thì hôm nay thì em Bình vào đây nhé quý cô bác. Thì em Bình cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý Mạnh Thường Quân, quý khán giả đã luôn quan tâm và ủng hộ các cháu mồ côi cũng như là ủng hộ cho kênh của em Bình. Em Bình xin trân trọng cảm ơn tất cả quý các anh chị và mọi người rất nhiều. Đấy, thì bây giờ thì em Bình sẽ đi vào trong nhà nhé. Sau đó thì sẽ đi một vòng quanh cái ngôi nhà cho tất cả quý khán giả được xem. Đấy, một số quý khán giả theo dõi em Bình thì cũng đã lâu thì cũng đã biết về cái hoàn cảnh rồi. Tuy nhiên thì cũng có một số quý khán giả thì vừa mới theo dõi kênh của em Bình là vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Đấy, thì một tí thì em Bình sẽ nói lại một lần nhé. Bây giờ em mình sẽ đi vào trong nhà của các cháu ạ. Chào em Giang nhé. Đấy, thì, đang mặc áo cho cháu nhỏ à? Ăn sáng chưa? Ăn sáng chưa cháu? Ăn rồi ạ. Đấy, mặc áo ấm cho nhé. Vì là thời tiết bây giờ khá là lạnh nhé. Em mình thì cổ thì cũng kiểu như sắp bị ốm rồi. Nói chuyện nó cũng rất là khát. Đấy, thì vào đây thì cũng có đeo khẩu trang nhé quý cô bác ạ. Vì là cái mùa này hơi căng thẳng một chút. Tuy nhiên thì em mình cũng ở trong cái khu vực này thôi nên là cũng đỡ ngại nhé. Đấy. Còn ở xa ra thì cũng rất là ngại nhưng mà ở trong cái khu vực này thì vẫn không sao. Thế bây giờ thì gia đình ăn sáng chưa em? Vẫn ăn sáng chưa? Vẫn chưa ăn sáng nhỉ? Bây giờ thì trời còn rất là sớm nữa, nên là gia đình vẫn chưa ăn sáng. Cháu nhỏ. Quý cô bác ạ, đây là chó nhỏ nhé. Chó nhỏ, bố thì mất rồi. Đấy, chó nhỏ thì bố mất nên là bây giờ về ở với bà ngoại thôi. Đấy, mẹ của cháu là em Giang nhé. Đấy, cháu rất là nhỏ thôi, vừa có hơn 1 tuổi thôi. Chỉ là bố mất rồi. Không biết mặt bố như thế nào ấy. Bố mất được hơn năm, gần 1 năm rồi. Đây là bà ngoại của cháu. Và bên kia là mẹ của cháu nhé. Bên kia là mẹ của cháu này. Uống nước với bà. Uống nước với bà đi. Kẹo có tài chút gì à? Chắc là khủ lắm rồi. Ê, ốc. Không cho con chó này liến vào tay của cháu này. Không quen đấy. Hôm nào ăn cái gì lại không nhớ rửa tay. Khi nào con chó này lớn lớn phải nhốt nó vào. Không là trẻ con ấy, nó cứ liến vào tay, nó không sạch sẽ. Ôi. Thế thì quý cô bác ạ, bây giờ em Bình sẽ đưa mọi người đi ra ngoài này xem cái khu vực bên này nhé, em đi ra đi. Thì như lúc nãy em Bình còn nói ấy, một số quý cô bác thì cũng đã biết về cái hoàn cảnh của gia đình, còn một số thì vẫn chưa biết. Đấy, thì cái đằng sau nhà này thì là cái nền nhà nhé, thì cũng đào ra rồi. Đấy, lúc trước thì chưa đào nhưng mà bây giờ đào xong hết ra tất cả rồi để chuẩn bị xây nhà nhé quý cô bác. Đào xong hết tất cả như thế này rồi và hiện tại thì dịch Covid rất là căng thẳng. Đấy, dịch Covid rất là căng thẳng nên là mọi thứ thì em Bình đều đã chuẩn bị hết rồi, đều đã đào hết cái nền nhà đầy đủ rồi và sẽ đợi một thời gian để cho Covid nó đỡ hơn thì em mình sẽ mua vật liệu để vào đây để xây nhà cho các cháu mồ côi. Hiện tại thì Covid đang rất là căng thẳng nên là không chuyển được vật liệu từ bên Hà Giang về. Thì cũng có các Mạnh Thường Quân cũng như quý khán giả cũng góp ý cho em mình rồi. Thì mua vật liệu ở đây thì cũng rất là đắt tiền vì là theo cái khu vực thôi. Nếu mà mình không tính thì cũng không sao cả vì từng cái khu vực thì nó khác nhau. Cái khu vực ở chỗ em mình ở Mèo Vạc thì nó cũng rất là rẻ thôi. Đấy, gạch to gạch bé rồi là xi măng nó rất là rẻ. Vì là ở gần trong huyện nó rất là rẻ nhé. Ở đây thì nó cũng gần thôi nhưng mà nó là một cái khu vực gọi là vùng xa rồi. Đấy. Rất là xa nên là không có những cái gọi là xưởng sản xuất gạch. Cũng có nhưng mà không có loại gạch nhỏ nên là gạch to thôi thì nó rất là đắt tiền. Đấy, thì vì vậy thì em Bình đang nghĩ là sẽ mua ở bên Bắc Mê Hà Giang ra đây nhưng mà đang có chốt kiểm dịch thì không mua được vào. Đấy, thì sẽ đợi một thời gian thêm một thời gian nữa. Đấy, thì sẽ dịch không căng thẳng sẽ mua vào đây để xây nhà nhé. Đấy, cái căn nhà thì
cũng chỉ xây căn nhà cất 4 thôi nhé quý các bác. Đấy, xây căn nhà cất 4 thì, những cái số tiền của quý Mạnh Thường Quân mà quyên góp để xây nhà cho các cháu mồ côi thì hiện tại thì cũng nói chung là cũng không biết là đủ hay chưa, nhưng mà đang nói chung là để mà mua vật liệu thì chắc cũng gần đủ rồi quý các bác, nên là cái số quý để xây nhà thì cũng gần đủ rồi. Đấy, thì bây giờ thì em mình vào đây để chia sẻ những thước phim đấy đến quý Mạnh Thường Quân đấy, để biết về cái gia đình các cháu mồ côi ạ. Đấy, những cái khu vực này thì đều đào hết rồi nhé, đào hết tất cả mọi cái luôn. Hôm nay thì thời tiết khá là lạnh quý cô bác ạ. Đấy, thì em mình cũng mong sao là tất cả quý các anh chị và mọi người hãy nhớ giữ gìn sức khỏe. Đấy, các cô chú bác ở bên nước ngoài cũng như là ở trong nước thì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Mùa này dịch Covid rất căng thẳng, không biết nó như thế nào. Đấy, chỉ biết ngày hôm nay thôi, không biết ngày mai sẽ như thế nào nữa quý các bác ạ. Vì là chỗ địa phương nhà em mình thì cũng bị cách ly hết rồi. Nhà em mình bị cách ly hết rồi, bây giờ thì cũng không biết làm sao, em mình cũng vào đây để kết nối yêu thương để với gia đình. Đấy, về nhà thì cũng không về được. Và ở lại thì nó cũng nói chung là nhiều cái rất là khó nói quý các bác ạ. Đấy, bây giờ thì em mình sẽ cố gắng để mà xây xong căn nhà nhé. Để xây xong căn nhà cho các cháu rồi thì em mình sẽ đi về sau cũng được. Đấy, nói chung là em mình không giúp được bạc tiền, không giúp được cái gì, nhưng mà em mình vào đây kết nối. Đấy, chúng ta chung tay đoàn kết giúp đỡ nhau. Đấy, để mỗi người giúp một ít. Đấy, em mình không giúp được bàn vật chất mà em mình có thể giúp bàn cái sức lực của em mình nhé quý các bác. Đấy, cũng rất là cảm ơn quý các bác đã luôn ủng hộ cho các cháu mồ côi ạ. Lúc trước thì em mình vào đây thì cũng xây được cái chuồng lợn. Đấy, em mình xây được 2 gian chuồng lợn và cũng mua được lợn vào trong này rồi. Đấy, lợn thì cũng là lợn của cô Vũ Thị Đào và anh Vũ Việt Anh thì cũng có tài trợ tất cả là 6 con lợn. 6 con lợn với mấy con gà ấy. Bây giờ thì cũng phát triển rất là tốt rồi. Lợn thì phát triển tốt này, gà phát triển tốt này. Và hiện tại thì gia đình còn mỗi cái ngôi nhà thôi. Xong ngôi nhà thì tất cả mọi thứ đều xong xuôi, lúc đấy thì em mình có thể yên tâm về nhà, cũng như là quý cô bác thì cũng vui vẻ phải không ạ. Đấy, rất là vui khi là giúp được các gia đình nhé, gia đình khó khăn trên vùng cao. Và đây là em Hoa nhé quý cô bác ạ. Đây là em Hoa cháu mồ côi, cũng mồ côi bố, mẹ thì cũng đã đi lấy chồng rồi. Ở hiện tại thì còn lại 3 chị em nhé. Đấy, thì cuộc sống rất là khó khăn. Đấy, em lấy nước đi đâu nào em? Đâu để uống hay là làm gì đấy? Đâu để uống thôi. À. Em Hoa thì cũng tuổi còn rất là nhỏ nhá quý cô bác ạ. Đấy, năm nay thì cũng có 15-16 tuổi rồi. Đấy, cũng về ở với bà ngoại thôi. Đấy, rất là chăm chỉ nhá, làm việc rất là chăm chỉ. Em mình mua lợn, mua gà vào đây thì các cháu hầu như là đều rất là ngoan. Đấy, giúp bà ngoại lấy rau lợn các thứ. Đấy, rất là chăm chỉ và rất là ngoan nhá. Thì hôm qua thì anh bố Việt Anh với lại chú Danh Trung thì cũng có nói với em mình là để lại cái bè vào đây ấy. Thì hôm qua thì em mình cũng bảo các cháu nhặt vào đây. Đấy, nhặt một số vào đây rồi. Thì cái bè này thì em mình cũng không biết, nhưng mà nghe các cô chú nói như vậy thì lại để vào trong này, vì là cái bè này thì phát triển rất là tốt đấy, rất là tốt, với cho lợn ăn thì chất là có chất nên là lợn rất là lớn nhanh ấy. Nên là bây giờ cho vào đây để sau này thì được lấy cho lợn ăn nhé. Đấy, còn những con gà của gia đình thì đi chơi rất là xa này. Ở dưới này là ruộng của bà con thôi, không phải của gia đình nhé. Ở gia đình các cháu thì không có ruộng, chỉ có đất nương thôi. Đấy, những con gà thì bên này này. Em mình sẽ zoom về cho gần gần để cho quý cô bác, quý khán giả nhìn thấy gió nhé. Đấy, đây là những con gà, những đàn gà đấy, gà con đi chơi. Đi chơi rất là xa luôn. Thì lúc trước thì anh Vũ Việt Anh thì cũng có gửi tiền cho em Bình ấy. Thì em Bình mua gà. Để mua gà thì em Bình mua gà địa phương thôi. Nên là bây giờ thì phát triển rất là tốt, phù hợp với khí hậu ở vùng cao. Còn mình mua gà công nghiệp ở dưới xuôi thì nuôi thì cũng chỉ được một lứa là mình thịt thôi. Không thể làm giống nhé. Còn gà con thì có thể làm giống được. Đấy, bên này có một đàn nữa. Đấy, một đàn nữa. Đấy, gà thì rất là đẹp nhá. Đấy, gà này thì là gà bản nên là thịt rất là thơm và ngon ạ. Đấy, gà bản nên rất là ngon nhá.
chỉ mong sao khi nào hết dịch là tất cả quý cô bác anh chị, quý khán giả mà quý em Bình ấy có thể lên trên vùng cao Hà Giang cũng như là Cao Bàn đấy, thì vào qua nhà em Bình chơi. Đấy, em Bình sẽ mời mọi người một bữa cơm mèn mén với lại thịt gà bản nhá. Đấy, nhà thì không có gì đâu, còn gà bản với lại mèn mén thì chắc chắn là có rồi, với lại rau cải. Đấy, em Bình cũng chỉ mong sau hết dịch có duyên thì được gặp nhau. Đấy, còn một đàn trên này nữa, rất là nhiều đàn gà nhá. Gà mái đang cố gắng để mà đào sới những con sâu cho gà con ăn. Đấy, bây giờ thì em Bình cảm giác như là cái cổ nói chuyện rất là khó rồi ấy. Nói không được rõ ràng cho lắm rồi vì là hơi đau cổ một chút. Vì mày hôm nay thời tiết hơi khắc. Ơi, ơi, ơi. Không ngủ dưới đất. Dậy, 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 dậy. Dậy. Dậy, 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 không ngủ dưới đất. Lại khóc rồi. Em không cho ngủ dưới đất để cho cháu nó quen ấy. Mình cho, mình cứ chiều con là sau này con lớn lên là lại không nghe lời mình ấy. Nên là em cứ còn bé mình còn nói được, không sợ. Khóc vẫn không sợ đâu. Đấy. Chỉ cần ngoan là được. Đấy. Trẻ con nó như thế mà. Nó hay nghịch dưới đất lắm. Em cứ bảo hai ba lần là cháu nó khác nghe mà. Ừ. Ngày xưa trẻ con mình cũng thế, bố mẹ mình dạy mình thì mình mới khôn được phải không? Thì con thì cũng do em dạy thôi. Đấy, sau này có ngoan hay là hư thì cũng do mình nhé. Ngoan ngoan nhá, ngoan ngoan nhá, chú mới mua kẹo vào nhá. Ngoan ngoan để mai chú mới mua kẹo mua sữa vào nhá. Còn không ngoan chú không mua đâu nhá. Nghe cũng có hiểu đấy quý cô bác ạ. Nhưng mà không biết nói chuyện vì là còn nhỏ ấy. Vừa mới có hơn một tuổi thôi. Đấy, nói chuyện thì cũng hiểu hiểu rồi. Đấy, đây là cháu mồ côi nhá. Đây là mẹ của cháu, em Giang quý cô bác. Còn đây là cháu Hoa. Cũng là một người cháu của bà ngoại thôi. Thì tất cả các con gái của bác thì đều đi lấy chồng hết. Thì cũng chồng cũng mất. Thế là các cháu lại về ở với bà ngoại. Hiện tại thì có 4 cháu nhé. Có 4 cháu. 4 cháu với lại con của bác là đây. Là em Giang nữa. Thì về thì tất cả là 5. 5 cháu mồ côi. Thì chồng của bác thì cũng mất rồi. Ông ngoại của các cháu ấy cũng đã mất lâu rồi. Nên là bây giờ toàn là các cháu mồ côi. Mà trong nhà thì không có một người đàn ông luôn để mà làm việc ấy. Toàn các cháu may là cũng có em Hoa lớn lớn một chút rồi. Còn em Giang thì chồng của em Giang cũng mất, cũng về ở với bà ngoại. Nên là cũng được hai em giúp đỡ để làm việc. Thì bà ngoại thì khó khăn rồi. Nhà thì hoàn cảnh rồi. Nhà thì rất là hoàn cảnh, không thể làm gì được rồi. Các cháu lại về nữa thì nói chung là nhiều người thì làm ăn thì không có ấy, thì lại khó khăn đến tất cả mọi người. Vất vả nhất là bà ngoại đấy. Bà ngoại cháu là vất vả nhất. Hôm nay trời mưa quá, tí đi làm gì không em Giang? Một tí cũng đi lấy củi ạ. Đi lấy củi à? Đi lấy củi và lấy rau lận. Ê, cho chú cái que này, cho chú không nghịch tí chọc vào mặt đấy, tức tay. Đấy, bây giờ trời rất là lạnh nhá quý cô bác. Thì gia đình nấu cơm đi, nấu cơm xong ăn sáng nhé. Đấy, gia đình còn chưa ăn sáng rồi. Đấy, vì em mình vào đây ấy, thì gia đình lại lại ngồi ở đây chưa làm. Cho lợn ăn chưa em Giang? Cho lợn ăn rồi. Cho lợn ăn rồi nhưng mà mình vẫn chưa ăn nhỉ. Đấy, có cắn lợn trong này rồi. Trong này có cái gì à em Hoa? Có bát đũa à? Dạ. Bát đũa để bên ngoài luôn nhỉ. Vì là chuẩn bị làm nhà ấy, quý cô bác. Thì trong nhà thì nó rất là hẹp và chật chội nên là hiện tại thì sẽ lấy ra ngoài trước. Đấy. Trong nhà thì rất là chật nhá. Bây giờ là buổi sáng sớm nhá quý cô bác. Đấy, nên là em Hoa sẽ nấu cơm. Đấy, sẽ nấu cơm nhá. Đấy, cái cơm này là cơm thừa hôm qua. Thì sẽ để lại một tí thì nấu cái cơm mới thì sẽ cho cái cơm này vào nhé, để hấp lên. Cái cơm này thì vẫn còn ăn được. Và em Hoa thì cũng rất là biết làm việc rồi.
cái tuổi thì còn rất là trẻ thôi, nhưng mà rất là biết nấu cơm rồi là làm việc, nói chung là mọi cái công việc trong nhà thì đều biết làm rồi nhỉ em Hoa nhỉ? Biết rồi. Ừ, biết tất cả mọi thứ rồi. Còn ra ngoài có trạng xã hội thì vẫn chưa. Thì là ở nhà thôi mà. Đấy, vùng cao nên ở nhà thôi thì cũng không đi va chạm xã hội nhiều, cũng như không được đi học ấy. Học rất là thấp thôi. Rồi em Hoa thì học hết lớp 6, lớp 7 là về nhà. Đấy, bây giờ thì em Hoa đang đi đằng sau này để mà nấu cơm nhé. Đấy, thì em Bình thấy một cây ớt ở đây rất là đẹp. Cũng như là ớt này là gọi là ớt chỉ thiên hay sao ấy, hay là ớt gọi là nhiều loại ớt lắm, không biết tên gì nữa. Nhưng mà theo em Bình biết là ớt này là ớt cay nhất ở trên vùng cao luôn. Và ớt này là ớt đặc sản ngon nhất nhé. Đấy, quý cô bác ạ. Đấy, ớt này là ớt đẹp, ngon. Đấy, thơm nhất ở trên vùng cao này. Đấy, loại ớt này là loại ngon nhất nhé. Cái đá hòn đá này là hôm qua ai bê vào đây đấy, nặng. À, sáng nay vừa bê vào đây à? Nặng quá nhờ. Ờ, anh hôm qua mình còn làm bên kia mà hôm nay lại vào đây rồi. Trời rất là mưa nên là mình phải bảo quản tốt như vậy, cho mưa nó không vào. Cái kẹt tóc à? À cái gì đấy? Hỏng rồi em. Bị gái rồi. Khi nào mua cái khác. Đấy, con gái tóc dài thì phải có cái kẹt tóc, không có là nó bù xù lắm nhỉ. Bà ngoại cống thôi. Đấy, cháu nhỏ thì bà ngoại cống, còn hai cháu lớn là đi làm việc nấu cơm. Nấu cơm bàn bếp củi thì nấu ra thì rất là ngon nhé quý cô bác ạ. Vì là mình nấu trong này thì gạo nó rất là thơm. Với lại nấu bằng những cái nồi như thế này thì gạo cực kỳ là ngon nhé. Đấy, cái gì bay vào rồi nhỉ? Ừ, em lấy ra đi. Buổi sáng sớm nên là gia đình cũng không làm gì quý cô bác ạ. Vì là vừa mới cho lợn ăn rồi. Đấy, hiện tại thì cũng chỉ nấu cơm để ăn sáng thôi. Bây giờ thì trời rất là sáng nhé. Đấy, rất là sớm luôn, không phải là sáng mà là rất là sớm. Đấy, trời cực kỳ là sớm nhé. Nên là gia đình sẽ nấu cơm. Đấy, bây giờ thì cơm cũng đã sắp chín rồi quý các bác ạ. Vì là sáng nay thì gia đình cũng không có gì ăn đấy. Đấy, rau nhà vườn là hết rồi em? Hết rồi ạ. Rau thì cũng hết rồi. Đấy, lúc trước thì cũng có trồng được một ít rau, nhưng mà bây giờ thì gia đình cũng ăn hết. Với lại cái rau đấy thì cũng không được lâu ấy, không được lâu như rau cải mèo. Đấy, rau cải mèo trên vùng cao thì được quanh năm, nhưng mà rau em mình mua vào đây thì chỉ là rau cải bình thường thôi, nên là chỉ được 1-2 tháng là hết rồi. Ở đâu hả bác? Ở đâu? Ô, nhiều mây quá không nhìn thấy máy bay rồi. Bác còn đưa cả cháu nhỏ ra nhìn máy bay, nhưng mà máy bay không biết là đi đâu rồi. Chắc là đi tít trên trời rồi, nhưng mà không nhìn thấy. Ở trên vùng cao này thì lâu lâu mới thấy máy bay vào đây. Không biết là máy bay Việt Nam hay là của Trung Quốc nữa. Chắc là của Trung Quốc thôi. Đấy, vì là máy bay này thì Trung Quốc hay bay ra đây lắm. Máy bay to nhở em Giang nhở? Máy bay đấy không biết là máy bay gì, nhưng mà nghe tiếng to cực kỳ luôn. Ờ, lạnh quá, sửa ấm một tí xong anh đi về thôi. Tí nếu tí em đi mua cái gì thì anh bảo anh Caramel đưa đi nhé. Đi em không có xe đi ấy, thì anh để đưa đi một lúc để đi mua cái gì thì đi. Vì là gia đình em Giang cũng không có xe, em Bình thì cũng không có xe, mượn của anh Caramel đi thôi, nên là đi đâu thì cũng không không được tiện lắm quý các bác ạ.
thì anh đấy ở cùng em mình thì còn được, nhưng mà có những lúc mình muốn đi đâu cũng không được như theo ý muốn ấy, nên là cũng rất là khó. Thế tí đi ra chợ luôn nhỉ em Giang nhỉ? Tí đi ra chợ luôn. À, đi ra chợ thì mình sẽ bảo anh đấy đưa đi. Anh đấy đang đang ngồi bên này quý cô bác ạ. Đang sửa ấm bên này nhá. Tất cả mọi người đều đang sửa ấm thôi. Vì bây giờ buổi sáng sớm thì cũng không làm gì rồi. Cho lợn ăn rồi, cho gà ăn hết rồi. Thì hôm nay em mình chia sẻ cái thức phim này thì cũng rất là vui nhá quý cô bác. Rất là vui kia chia sẻ. Cũng như là vào trong gia đình các cháu để chia sẻ những cái thức phim ngáng gửi đến tất cả quý vị được xem về những cái hoạt động hàng ngày của gia đình các cháu. Đấy, thế em một tí thì sẽ đi mua một ít đồ nhé quý cô bác. Quý cô bác ạ, bây giờ thì em Giang cũng đã đi ra chợ để mua một ít rau cũng như là mua một ít thuốc về cho gia đình nhé, vì gia đình đang bị ốm. Thì đây là em Hoa nhé. Thì em ở nhà cứ làm việc nhé. Đấy. Ừ, gì em đi ra chợ rồi thì em cứ làm việc. Thì bây giờ thì anh Caramel cũng về đến bên kia sông rồi thì anh phải đi về nhé. Đấy thì chào em nhé, anh đi về nhé. Thì em chào em mình nhé. Và chào chào tất cả quý cô bác anh chị. Tất cả mọi người. Cảm ơn nhé. Em ở lại làm việc cẩn thận nhé. Dạ. Anh về đây. Chờ anh đi về nhà cẩn thận nhé. Anh cảm ơn nhé. Vâng vâng. Có mùa. Có mùa chứ à. Nên bọn này chẳng nào chứ rác mù mình chỉ rác lò chứ nên mà bọn này chẳng nào. Nên lọt thật tí là. Lọt là. Lọt thật tí là. Chị hà liệu, ít một chai, ít một chữ mà đã cắt lò. Thì mẹ của em Giang thì cũng có nói là mưa mưa đi cẩn thận đấy, vì trời mưa quá, mưa phùn thôi, đường khá là trơn rồi ấy. Thì hôm nay thì em mình vào đây chia sẻ cái thức phim này ấy, thì cũng rất là vui quý cô bác. Thì hôm nay thì vào đây thì gia đình cũng không còn cái gì ăn ấy, nên là em Giang đi mua rau rồi. Thì vì là sáng sớm thì em Bình cũng vào đây thì cũng không mua được cái gì. Đấy, vì là sáng sớm quá. Thì em Bình vẫn chưa ăn sáng mà. Đấy, dậy là đi làm luôn. Đấy, làm xong là về đến phòng thì có gì thì ăn đấy thôi. Đấy, quý cô bác ạ. Vì là nhiều cái mình không như cái ý muốn của mình ấy. Thì gia đình các cháu mồ côi cực kỳ là khó khăn thì em Bình mới rất là cố gắng để ra giúp đỡ các cháu, cũng như là giúp người khác thì cũng như là giúp bản thân mình quý các bác ạ. Đấy, thì em mình vào đây thì cũng kết nối đến với các mạnh thường quân ở bên nước ngoài, cũng rất là may khi là có anh Vũ Việt Anh ở bên Úc ấy, thì cũng có kết nối với lại một số mạnh thường quân khác nữa thì em mình cũng không biết. Đấy, nhưng mà bây giờ thì cũng đã được một số tiền để mà xây nhà cho các cháu. Đấy, được một số tiền rất là lớn rồi nhá. Đấy, một số tiền rất là lớn rồi. Đấy, nên là cũng đủ xây nhà, nhưng mà do là dịch bệnh quá. Đấy, bây giờ em mình sẽ sán cái quần. Sán quần xong là mấy đi qua con sông này nhá. Vì là không sán quần nên là đi là ướt hết đấy. Ướt hết là mấy hôm nay trời mưa quá. Giặt quần áo thì cũng không khô nhá. Nên là phải rất là phải cẩn thận. Đấy, ôi đi qua con sông này thì lạnh hết cớ luôn quý cô bác ạ, lạnh hết cớ luôn nhé. Đi qua sông thế này là lạnh hết cớ luôn, không biết nói gì nữa rồi, lạnh hết lên trên đầu luôn. Lạnh kiểu như là em mình không biết nói gì để truyền tải đến quý cô bác nữa, nhưng mà nó lạnh một phát lên đầu luôn đấy, kiểu như là nó lạnh cực kỳ luôn. Đấy, ở đây thì khu vực bình yên quá. Đấy, rất là bình yên nhá, rất là bình yên, không nghe thấy tiếng gì cả, thấy tiếng nước suối thôi. Đấy, thì, em mình vào đây chia sẻ những cái thức phim thì em mình thật sự là rất là vui nhé, khi nào quen biết tất cả mọi người trên kênh YouTube, là quý các bác anh chị mọi người đã luôn quan tâm và ủng hộ cho em Bình. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Đấy, bây giờ thì sẽ đi lên trên này thôi. Lúc nãy thì anh Caramel cũng đã đưa em Giang đi vào chợ nhé, ở bên kia để mà mua rau ấy.
Nhưng mà anh em Bình thì vội quá, không thể đợi em Giang được. Nên là bạn của em Bình cũng đã về trước rồi, em Giang đang ở bên kia. Thì tự về bộ nhá. Đấy, đường này thì đường rất là bé thôi. Bây giờ thì sẽ đi lên trên đường to. Đấy, sẽ tiến hành đi về. Đấy, đi về nhá quý các bác ạ. Thì con cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý các bác anh chị và mọi người đã luôn quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh của con ạ. Đấy, bây giờ thì ra bên này rồi nhá. Còn nhà của các cháu là ở bên kia. Đấy, nhà của các cháu mồ côi là ở bên này nhá quý các bác ạ. Đấy, ở đây thì sẽ nhìn rõ cái ngôi nhà luôn. Đấy, trên này trên núi nhá. Đấy, bên này nữa. Đấy, rất là rộng và đẹp. Ở đây thì toàn đất thôi, đá thì cũng có nhưng mà rất là ít. Đá thì ở thích trên núi này mới là đá nhé. Còn ở dưới này là đất hết. Thì bây giờ thì em mình cũng sẽ phải đi về. Đấy, thì em mình cũng xin cảm ơn đến tất cả mọi người thêm lần nữa. Mình xin phép khép cái video của em mình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú bác anh chị trong những cái video tiếp theo trên kênh Người Đá Vùng Cao ạ. Xin chào.